Tôi quyết định không đầu tư. Vấn đề về định giá công ty của mình nó có một chút nó không hợp lý ở đây. Có thể anh nói đó nằm ở giá trị tương lai, nhưng mà thực ra thì cái giá trị hiện tại và cái giá trị tương lai nó phải có một cái sự liên kết. Và bản thân em chưa cảm nhận được có sự liên kết đó. Và cái vấn đề tối đa mà em chỉ có 15% thôi, thì thật sự em cảm thấy cái việc đó nó không có xứng đáng để em đầu tư vào, nên em quyết định là không đầu tư. Tổng nguồn vốn anh đã đầu tư vào đây là bao nhiêu? Đã đầu tư 30 tỷ. Tức là bên tổng nguồn vốn đầu tư là 30 tỷ. Đúng rồi. Thế thì tài sản hiện tại còn là bao nhiêu? Phòng thí nghiệm, các máy nhũ hóa, máy đồng hóa, tất cả hệ thống máy móc, phân tích thí nghiệm là bao nhiêu? Khoảng 15 tỷ. Tiền mặt rơi vào khoảng 2 tỷ. Thế thì tình hình lỗ hay lãi? Lãi khoảng 40%. Đấy là lãi dòng. 15 tỷ tiền máy là nó máy gì mà đắt vậy? Máy nghiên cứu thì cực đắt. Anh Phú có thể biết một con máy mà kiểm định nó khoảng 1 triệu đô là chuyện rất bình thường. Đấy, nhưng mà tôi cũng chưa đủ tiền để tôi mua những con máy đấy. Tổng chi phí vận hành là hết bao nhiêu một tháng? Tôi có hiện nay có khoảng 20 nhân viên. Tổng chi phí thì rơi vào khoảng... Đấy, trừ đi. Là bao nhiêu? Khoảng tầm hơn 300 triệu. Gồm những cái gì? Gồm chi lương là chủ yếu. Thế còn phần sản xuất của chúng tôi là chúng tôi thuê ngoài luôn. Chúng tôi thuê một công ty dược ở Nam Định và một công ty dược ở Hà Nội để sản xuất cho chúng tôi. Thế tại sao mình lại phải gia công? Mình đã đầu tư máy móc thiết bị rồi, tại sao mình lại phải đi thuê cái công? Câu chuyện là đối với cả công ty dược ấy, và sản phẩm về thực phẩm chức năng dược thì nó có cái chuẩn là chuẩn GMP hoặc là chuẩn sạch. Thì đối với những công ty nhỏ như chúng tôi thì chưa thể làm được. Đấy, chúng tôi đi thuê là tiện nhất và đỡ phải đầu tư nhất. Thế bây giờ anh lấy tiền để làm gì trong khi anh vẫn còn ở trong két 2 tỷ? Tôi đang cần một cái nguồn vốn để tôi làm một cái phòng nghiên cứu phát triển thực sự. Vì cái bằng sáng chế này của chúng tôi là có thể dùng giao rất nhiều sản phẩm sắp tới. Tôi sẽ làm những cái sản phẩm của cây cỏ Việt Nam, những cái dược liệu của Việt Nam mà có một cái tiêu chí là không tan ở trong nước. Thì nó không hấp thụ được vào cơ thể, thì tôi biến nó thành nano. Thì chúng tôi cần phải nghiên cứu, tôi phải đầu tư máy móc để nghiên cứu. Nhưng mà thực ra 4 tỷ này là chưa tính đúng trong phương án hạch toán. Vì đầu tư 15 tỷ này thì phải khấu hao chi phí tài chính để nó tính, hoặc khấu hao máy móc thiết bị tính lên thì là đang lỗ chứ không phải có lãi. Tôi sẽ ra một sản phẩm mới ngay gần đây, cũng doanh số như thế và cũng tăng trưởng như thế. Đây là tính theo dòng tiền chứ chưa tính theo cái chuẩn mực kế toán. Nếu tính theo chuẩn mực là đang lỗ, vậy thì định giá 100 tỷ là rất cao. Anh hy vọng bán được 10.000 hộp trong năm 2018 đúng không? Để mà tăng được gấp 5 lần sau 1 năm là nó phải có một cái lý do gì đặc biệt? Lý do bây giờ tôi nói cho các anh một cái lý do rất cơ bản là cái số lượng người bị đau dạ dày Việt Nam. Tôi chỉ nhắm vào những thị trường mà những người quan tâm sức khỏe nhất của mình. Nó rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi người bị đau dạ dày. Bây giờ tôi cứ phân bổ. Hiện nay một sản phẩm của chúng tôi là mất khoảng 120.000 đồng cho một sản phẩm. Nếu mà hiện nay tính trung bình như thế. Còn nếu mà khi mà tăng lên cái 10.000 thì cái số tiền đấy sẽ giảm đi. Nó chỉ rơi vào khoảng 80.000 đồng cho một sản phẩm nếu mà marketing. Thế nhân lên 80.000 nhân với cả 10.000 bao nhiêu một tháng? 80.000 nhân 10.000 là rơi vào khoảng 800 triệu. Hoàn toàn anh đang có đủ tiền mặt để anh đầu tư ngay vào cái đấy để tăng số. Tại sao anh không đầu tư? Nếu mà chỉ có câu chuyện là tôi tập trung hết nguồn lực của đây thì cực kỳ rủi ro cho tôi. Cái con đường của chúng tôi là con đường nghiên cứu phát triển và ra sản phẩm. Vậy thì anh căn bản đã cảm thấy sản phẩm này rủi ro, tại sao anh dám không hề rủi ro?